Cha Yin Pyo, tài tử từ bỏ quyền thừa kế bạc tỷ để đổi lấy hạnh phúc giản đơn bên bà xã Singera. Cha Yin Pyo là ông trùm khét tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, cái tên cực hot trong thập niên 1990 qua hàng loạt bộ phim như Pháo Hoa, Tình Anh Trao Em, Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Ông Trùm, Tình Yêu Hoàn Hảo, Thời Đại Anh Hùng. Anh là con trai của chủ tịch Cha Soo-won, người thành lập công ty vận tải Woo-sung lớn thứ tư tại Hàn Quốc vào năm 1974. Tuy nhiên, do bố mẹ ly hôn nên anh sang Mỹ với mẹ từ nhỏ và học tại đây. Tuy nhiên, nam tài tử từ bỏ quyền thừa kế cũng như quốc tịch Mỹ để trở về Hàn Quốc lập nghiệp. Nổi tiếng là diễn viên thực lực của Hàn Quốc, Cha Yin Pyo không đóng khung mình vào vai hoàng tử ngôn tình mà còn thử sức với hình tượng nam tính gai góc và gặt hái được nhiều thành công. Tác phẩm kinh điển nhất trong sự nghiệp của nam tài tử là Ông Trùm, trở thành tượng đài khó phim nào có thể vượt qua trong lòng khán giả. Hình tượng lạnh lùng, phong trần, nghĩa khí của nhân vật cá cơm được khán giả khắp châu Á yêu mến suốt nhiều năm. Khác với vẻ ngoài có phần dữ dằn trên màn ảnh, thực tế nam diễn viên lại là người đàn ông của gia đình. Tổ ấm hạnh phúc của Cha Yin Pyo và Singera là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hàn. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 1994 khi cùng đóng phim Tình Anh Trao Em. Dù là nam thần vạn người mê nhưng Cha Yin Pyo không hề che giấu ánh mắt thâm tình dành cho Singera khi tham gia chương trình truyền hình hay quảng bá phim. Nam tài tử từng chia sẻ, ngay lần đầu gặp gỡ anh đã xác định Singera là chân ái cuộc đời mình, muốn cưới cô về làm vợ. Cha Yin Pyo không ngại thổ lộ rằng mỗi nụ cười, động tác vuốt tóc khi Era chăm chú đọc kịch bản đều khiến tôi rung động. Mỗi ngày trôi qua tôi còn mong trái tim cô ấy sẽ hướng về mình. Dù bị từ chối nhiều lần nhưng Cha Yin Pyo vẫn điên cuồng theo đuổi Singera. Trước sự theo đuổi của Cha Yin Pyo, ban đầu Singera tỏ ra hoài nghi vì hai người có gia cảnh hoàn toàn khác biệt. Cha Yin Pyo cũng nổi tiếng hơn Singera rất nhiều. Tuy nhiên, sự chân thành và kiên trì của nam tài tử đã khiến nữ diễn viên cảm động. Cuối năm 1994, cặp đôi chính thức hẹn hò. Sau nửa năm bên nhau, Cha Yin Pyo đã cầu hôn bạn gái. Đến tháng 3 năm 1995 thì cặp đôi về chung nhà. Thời điểm này cả hai đều còn khá trẻ, Cha Yin Pyo cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong hôn lễ, Cha Yin Pyo và Singera tuyên bố sẽ sinh một em bé và nhận con nuôi. Kết hôn được khoảng một năm thì Cha Yin Pyo nhập ngũ, Singera giả từ sự nghiệp một mình chăm sóc con trai và mẹ chồng. Lúc đó, mẹ đẻ của cô đang bị ung thư, gánh nặng đè nặng lên vai Singera. Biết được sự hy sinh của vợ, Cha Yin Pyo chăm sóc và tuyệt đối nghe lời cô. Anh kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều đưa cho vợ giữ và không để lại cho mình một xu. Bà xã của ông trùm Cha Yin Pyo cũng từng thừa nhận mình là nhà độc tài bởi cô nắm giữ kinh tế và phát tiền tiêu vặt cho chồng. Người đẹp tâm sự vui, Yin Pyo luôn gọi điện hỏi, em ở đâu, khi nào về, em về nhà nhanh đi. Mỗi khi tôi ra ngoài, có lúc tôi cảm thấy một người chồng cuốn vợ như vậy thật gò bó. Cuối năm 1998, đôi vợ chồng đình đám chào đón con trai đầu lòng. Sau đó vào tháng 12 năm 2005, vợ chồng Cha Yin Pyo nhận nuôi bé Yeon. Họ đã dạy con trai mình phải yêu thương chăm sóc cô bé, không phân biệt là em ruột hay em nuôi. Đến tháng 1 năm 2018, vợ chồng Yin Pyo Era tiếp tục nhận nuôi cô con gái thứ hai, bé Jaejin. Dù chăm sóc các bé khi còn nhỏ, nhưng vợ chồng nam diễn viên xứ Hàn đều khuyến khích con tìm lại bố mẹ ruột khi trưởng thành. Ngoài ra, vợ chồng nam diễn viên họ Cha còn là đại sứ của các tổ chức hỗ trợ trẻ nghèo trong và ngoài Hàn Quốc, xây dựng trại trẻ mồ côi, nhà tình thương. Cặp đôi cũng nhận làm cha mẹ đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi, hỗ trợ tài chính cho các bé đến khi trưởng thành. Vợ chồng Cha Yin Pyo từng được chính phủ Hàn Quốc vinh danh trong các hoạt động thiện nguyện. Nói về chuyện kết hôn sớm, Cha Yin Pyo từng tâm sự rằng những thiếu hụt về tình cảm gia đình khiến anh luôn bị ám ảnh về hạnh phúc. Từ hồi còn niên thiếu, Cha Yin Pyo luôn hy vọng về một mái ấm đủ đầy cha và mẹ cũng như những đứa con đáng yêu. Chính vì thế, sau khi gặp Singera, anh nhận ra rằng đây chính là người phụ nữ mình phải lấy làm vợ, cùng nhau xây dựng mái ấm và có những đứa con xinh đẹp. Khác với những cặp đôi kết hôn lâu năm, vợ chồng Cha Yin Pyo vẫn ngọt ngào hạnh phúc như ngày đầu bên nhau dù đã chung nhà 26 năm. Trong một lần tham gia chương trình giải trí, Singera chia sẻ Cha Yin Pyo nói yêu vợ ít nhất 5 lần mỗi ngày. Nam diễn viên sở hữu vẻ điển trai lãng tử nên xung quanh chắc chắn nhiều ong bướm. Để vợ yên lòng, khi còn hoạt động trong giới giải trí, anh rất ít ngủ qua đêm bên ngoài, hạn chế để xảy ra tin đồn tình cảm với các bạn diễn. Theo truyền thông Hàn Quốc, Singera từng có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, nhưng cô chấp nhận lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Singera từng khẳng định chồng và các con là quan trọng hàng đầu với cô. Nếu được sinh ra lần nữa, anh vẫn muốn được ở bên cạnh Cha Yin Pyo. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn cho chồng con. Trước câu hỏi có bao giờ thấy sợ vợ không, Cha Yin Pyo vui vẻ trả lời, tôi chưa bao giờ thực sự sợ cô ấy. Thỉnh thoảng niềm kiêu hãnh của tôi bị tổn thương đôi chút khi chúng tôi nói đến việc lái xe. Vợ tôi nghĩ cô ấy là người lái xe giỏi hơn tôi, còn tôi thì cho rằng ngược lại mới đúng. Đôi khi những điều cô ấy nói khiến tôi phải suy nghĩ, liệu cô ấy có đang coi thường khả năng lái xe của mình không?
Nam thần đắc giá một thời kể lại kỷ niệm giữa khóc giữa cười. Lúc mới cưới, xe của vợ tôi màu đen, còn xe của tôi màu trắng. Trong lúc đổ xe, tôi vô tình va vào xe của vợ. Vì vậy, đã có một vết xước đen trên xe của tôi và một vết xước trắng trên xe của bà xã. Vì sự cố đó, cho đến bây giờ, bất cứ khi nào tôi cố gắng đậu xe, cô ấy sẽ nói rằng cô ấy sẽ thay tôi làm điều đó. Ít ai biết rằng trong cuộc sống vợ chồng, cha Impio hoàn toàn tin tưởng mọi quyết định của vợ. Cô là người nắm giữ kinh tế và là người phát tiền tiêu vặt cho ông chồng thiếu gia của mình. Cô không ngần ngại tiết lộ rằng cha Impio là một người đàn ông cuốn vợ và vô cùng nghe lời vợ của mình. Tuy nhiên, anh cũng cực kỳ quyết đoán và là người đưa ra quyết định trong những vấn đề lớn. Trong việc giáo dục con cái, cha Impio cũng vô cùng dụng tâm. Anh còn theo các lớp học về việc giáo dục con để có thể là một người cha tốt. Một nhà báo nổi tiếng tại Hàn từng công khai bức thư tràn ngập yêu thương mà ngôi sao phim Ông Trùm gửi cho vợ vào năm 2001. Tài tử viết, anh từng nói yêu em vô hạn khi kết hôn, giờ anh muốn hủy lời nói đó. Bởi năm nay, anh yêu em nhiều hơn năm ngoái, hôm nay nhiều hơn hôm qua. Ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay. Em hãy sống thật lâu để anh có thể yêu em đậm sâu hơn nữa nhé. Chuyện tình yêu, cuộc sống hạnh phúc, bình yên của cha Impio và Singera khiến giới trẻ không khỏi ngưỡng mộ. Ai nấy đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng như vợ chồng cha Impio.